nay bà chơi Halloween sớm à? Nói gì vậy? Nhìn mặt bà như là cái xác sống không hồn vậy. Định cosplay thành xác sống hay là ma cà rồng? Không phải, tại em mới sốt nên là nay hơi đừng. Đúng rồi. Cái gì vậy? Thì xem coi người bà chỗ nào có hư hỏng gì không? Không. Người làm như gì á hư? Qua tôi có ăn cháo với uống thuốc đủ rồi, không có sao hết. Thiệt tình á, qua sốt cao như vậy á, sống gọi cho tôi hay là ông Thiên Minh nè. Ở nhà một mình rồi có chuyện gì làm sao? Tôi đâu ở nhà mình. Ba mẹ bà đi công tác về ở hả? Không. Hoàng Phong qua ở lại nhà tôi. Hoàng Phong. Rơi có bay tìm người sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được em